Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ nay tới Tết 2024, bí mật làm 3 điều này, được thần Phật hộ giá, tránh họa đắc phúc, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, đổi đời lên một tầm cao mới, tiêu Tết thả ga. Kiếp người sao mãi long đong, nghiệp duyên vay trả theo dòng sông mê, trần gian đau khổ mọi bề, đâu như bến mộng tràn trề yêu thương, đau thương vùi lấp nẻo đường, lệ rơi giọt đắng buồn vương mi sầu. Cảnh đời oan trái dạ đau, hỡi ai biết được rằng câu ai ngờ, tình người sao mãi thờ ơ, ngày đêm vọng tưởng ước mơ sang giàu. Quý vị thân mến, cổ nhân nói, nhân sinh như mộng, kiếp người khó được, nhưng được rồi cũng không phải ai cũng tìm được cho mình một chân lý, một ý nghĩa chân chính để làm người, có người thì một kiếp vương sầu, nỗi buồn đeo bám, nhưng cũng có người vạn sự nhẹ tựa như bông, sống đời thanh lạc, vui chọn kiếp người, kỳ thực sống kiếp nhân sinh, sướng khổ, buồn vui, giàu nghèo. Tất cả cũng chỉ bởi tâm thái quyết định. Có những người sinh ra trong nghèo khó, nhưng trong tâm suốt ngày ủ rột, bi quan, than thân trách phận không chịu vươn lên, để rồi cuối đời vẫn nghèo khó bần hàn. Có những người tuy không sinh ra trong gia cảnh giàu sang, đủ đầy, nhưng tâm thái luôn lạc quan, cố gắng và không ngừng nỗ lực, mà được trời ban cho nhiều phước lành, nên đã vượt qua được mọi khó khăn và sớm tìm kiếm được cơ hội đổi đời, cuộc sống về sau sung túc hơn người, giàu sang đến cuối đời. Phật dạy rằng, có tâm ắt sẽ có phúc, người thiện tâm ắt hưởng phước lành, chỉ cần bạn luôn tích cực lạc quan và nhìn vào khía cạnh tốt của mọi việc, sống đúng với lương tâm của mình, thì những điều tốt đẹp và phước lành sẽ đến với bạn. Tử vi học có nói, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, trong cuộc đời đã phải nếm trải vô số những khó khăn, sóng gió, thậm chí là phải làm quần quật như trâu mới đủ ăn, đủ sống, thế nhưng bản mệnh tuổi Quý Sửu lại tâm niệm rằng, chỉ cần vững tâm không lùi bước, thì mọi thứ đều sẽ vượt qua, và quả thực ông trời không phụ lòng người. Khi đúng thời điểm cuối năm 2023 âm này, tuổi Quý Sửu sẽ có quý nhân phù trợ, thân tài chiếu cố nồng hậu, đổi đời nhanh chóng mặt, cuộc sống kể từ nay về sau sẽ hanh thông rộng mở. Trong thời gian này còn đặc biệt ở chỗ, Quý Sửu làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi, mưu sự dễ thành. Cầu được ước thấy, dù dấn thân vào lĩnh vực nào, cũng thu về nguồn lợi khủng khiến, cho nhiều người hờn đỏ mắt. Thêm cát tinh phù trợ con giáp này tránh được nhiều hỏa thị phi, tiểu nhân cũng không dám đến gần bạn nữa, vì sợ gặp phải rắc rối. Đây là thời điểm tinh hoa trời đất hội tụ, thần tài đã nhắm trúng bạn, là con giáp khổ tận cam lai, nên từ giờ bạn sẽ một bước lên tiên, túi tiền rủng rỉnh, vàng đeo gãy cổ, phúc lộc ngập tràn giàu sang, sung sướng suốt đời. Vậy, để biết được trong thời điểm cuối cùng của năm 2023 có điều gì khiến cho con giáp này được thần tài chiếu cố đến như vậy, thiên cơ được tiết lộ ra là gì, vận may nào sẽ đến với bản mệnh, tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi tiết lộ ngay sau đây. Trước khi đi vào nội dung chính, quý vị nhớ bấm nút đăng ký miễn phí kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ chúng tôi mỗi ngày nhé. Nếu quý vị có thắc mắc hay muốn được tư vấn riêng về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, gia đạo, tình duyên của mình trong năm mới, thì vui lòng để lại bình luận, họ tên, ngày tháng năm sinh dương lịch, quý anh chị là nam hay nữ. Ban biên tập sẽ tư vấn miễn phí cho quý anh chị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Vận mệnh tuổi Quý Sửu cuối năm 2023 sẽ ra sao, may mắn, giàu có hay vận hạn thế nào? Quý vị thân mến, cuộc đời của mỗi con người là một bức tranh riêng đầy sống động, trong đó nó bao gồm nhiều phần màu sắc, nhiều mảnh ghép vụn vặt tụ tập lại cùng nhau. Cuộc đời của Quý Sửu chính là hai nửa của một vòng tròn, một nửa của sự ảm đạm, một nửa của sự thăng hoa, hay nói đơn giản nửa đầu là nháp, nửa sau mới là phần bài thi được viết nắn nót đẹp màu. Thế nên người tuổi Quý Sửu, dù thời trẻ có chịu nhiều vất vả, thiếu thốn, thậm chí là mất mát, thất bại nặng nề bao nhiêu đi chăng nữa, thì sang tới trung vận tiền tài,
sự nghiệp sẽ bắt đầu nở rộ, càng về sau càng hanh thông hơn. Sự nghiệp của họ đi đôi với tiền bạc, nên sự nghiệp càng thăng hoa. Họ càng giàu có, tiền bạc dồi dào, cả nửa đời còn lại no ấm, không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống an nhàn, cao sang quyền quý. Người tuổi Quý Sửu mang mệnh mộc, hay còn gọi là tang đố mộc, luôn điềm tĩnh, có nguyên tắc riêng của mình, làm mọi việc một cách cẩn thận. Nếu tích cực, họ là người bền bỉ, có trực giác nhạy bén, an nhiên trước cuộc sống và lôi cuốn. Nếu tiêu cực, họ lại cứng nhắc, sầu muộn, có phần nghiêm nghị, thiếu sôi nổi và khó đoán biết. Tính cách bất khuất, bướng bỉnh và suy nghĩ logic của họ thường được che giấu bằng vẻ ngoài đơn giản, tề chỉnh và ngay ngắn. Sự thông minh ẩn giấu dưới vẻ trầm lặng kiệm lời, e dè. Họ ghét sự cầu thả, ghét sự hấp tấp, ghét sự xu nịnh và thảo mai. Suy nghĩ của họ rất đơn giản và rạch ròi, không thích phức tạp hóa. Khuyết điểm tiếp theo của họ là ở chỗ cứng nhắc, khó gần, không khéo léo trong giao tiếp, không quan tâm đến người khác, vì vậy rất dễ mang đến cho người xung quanh những giận hờn, trách móc. Đôi khi do cái tôi của bản thân cao, sẽ khiến họ hơi cố chấp và bảo thủ mà bỏ qua việc lắng nghe lời khuyên của người khác. Trong công việc, họ khá kiên định với ý kiến của mình, có tố chất làm lãnh đạo, nhưng thường phải có thêm tác động của người khác, chứ họ không phải là người sôi nổi, mạnh mẽ dấn thân. Quý Sửu là những người không thích đi đường tắt, họ cũng có lòng tự trọng cao, thích làm việc một cách đàng hoàng, không lợi dụng thủ đoạn để giải quyết vấn đề. Ưu điểm trong công việc của họ là tính kỷ luật cao, mang đến sự nề nếp cho đội nhóm. Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu chết người của họ, đôi khi cứng nhắc quá lại hỏng việc như chơi. Những người thuộc mệnh tang đố mộc, họ muốn được làm chủ trong công việc, vì vậy kinh doanh là ngành mà họ luôn hướng đến. Với bản tính suy tính cặn kẽ, khó gần, không khéo giao tiếp, không quan tâm đến người khác, thường biểu hiện phong độ hơn người. Điều này không phù hợp với những công việc tiếp thị, ngoại giao hay công việc đòi hỏi sự tinh tế. Tuổi Quý Sửu không quảng giao, vì vậy họ có rất ít bạn bè. Tuy nhiên, những người bạn ấy thường đi với họ qua nhiều năm tháng, rất thân thiết và đáng tin cậy. Họ cũng thường vướng vào nhiều thị phi, bị ganh ghét vì những người xung quanh nhìn vào, thường cho rằng họ ngạo mạn và quá nguyên tắc. Tuy nhiên, những điều đó không khiến Quý Sửu quan tâm. Bởi đối với đồng nghiệp hay những người hợp tác cùng, Quý Sửu luôn mang lại sự chân thành, nghiêm túc, nên khi đã tiếp xúc, cùng sẽ càng được mọi người quý mến và khiến họ làm được nhiều việc lớn. Vận mệnh người tuổi Sửu mệnh mộc khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Trong tình cảm, những người tuổi Quý Sửu mệnh mộc không quá lãng mạn. Những món quà họ tặng người khác thường là những món quà bền chắc, thực dụng. Quý Sửu không mấy khi bộc lộ cảm xúc nhiều ra bên ngoài, nhất là trong tình cảm nam nữ, nên những người tuổi này thường yêu đơn phương, giữ hoài trong lòng mà không nói. Họ quyến rũ nhất khi tham gia những hoạt động xã hội, lối ứng xử thông minh và lôi cuốn, khiến mọi người vây quanh họ và ấn tượng lâu dài về họ. Có một nhược điểm là Quý Sửu không giỏi trong việc chấm dứt những mối quan hệ đã đổ vỡ, điều này ngăn cản họ tiến tới một mối quan hệ mới. Tóm lại, Quý Sửu có cá tính đặc biệt nghiêm khắc, nhưng nặng một chữ tín. Chất ngạo nghễ của thỏi vàng trong biển vẫn cứ sáng rọi một vùng bởi sự thanh cao và quý hiếm của riêng Quý Sửu. Bước sang năm 2023, tuổi Quý Sửu gặp nhiều may mắn trong công việc, tài lộc tăng tiến với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh. Bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thuận lợi, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo sẽ có nhiều vượng khí. Trong khi đó, người làm công việc cố định có thể hài lòng với mức thu nhập hiện tại, cộng thêm bổng lộc. Tuy nhiên, người tuổi Quý Sửu không vì thế mà lơ là, chủ quan hay tham lam, để tránh thiệt hại vì sự nóng vội của bản thân. Về công danh, sự nghiệp, Quý Sửu được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Quý Sửu ở phương diện công danh sự nghiệp. Con giáp này vẫn duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực thực hiện sẽ gặt hái được thành quả như ý. Mặt khác, lại có chính quan cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến nhờ thương quan trợ lực. Bản mệnh có cơ hội đi xa, xuất ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ không ngừng khẳng định uy tín và thăng quan tiến chức, đường quan lộ thênh thang rộng mở. Theo đó, nhờ được thần tài trông nom, tài lộc năm 2023 của tuổi Quý Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, nên làm đâu thắng đấy, nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc. Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua cách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào,
sinh lời, sinh lộc, tiền bạc hanh thông. Đặc biệt với người làm kinh doanh, buôn bán, năm 2023 hứa hẹn sẽ thu về nhiều lợi nhuận, bù đắp cho những thua lỗ trước đó, có điều chớ vội vàng mở rộng quy mô, hoặc ôm quá nhiều hàng hóa một lúc, kẻo rơi đúng vào thời điểm vận khí không tốt mà hao hụt tiêu tán, nên thận trọng vừa làm vừa thăm dò thị trường, chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà thiệt hại. Năm 2023 tuổi Quý Sửu được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và nhiều cát tinh chiếu mạng, con đường tài lộc suôn sẻ, hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà. Thời điểm cuối năm 2023 âm này, con giáp tuổi Quý Sửu là người siêng năng chu đáo và vững vàng, những nỗ lực của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến trong dịp cuối năm này. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ chi tiết với quý anh chị và các bạn về vận trình cuối năm 2023 âm lịch, để quý anh chị nắm bắt được vận trình của mình đón lành tránh dữ, tận dụng được những cơ hội để đổi đời giàu có, mang lại cuộc sống đầy đủ, sung túc cho mình và gia đình nhé. Đầu tiên, chúng ta xét tử vi sự nghiệp tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 cuối năm 2023 âm lịch. Bước vào thời điểm cuối năm Quý Mão, được nhận định là khoảng thời gian phát triển hài hòa với người tuổi Quý Sửu ở phương diện công danh sự nghiệp. Con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành. Chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đây là thời điểm người tuổi Quý Sửu có thể gặt hái thành quả cho những nỗ lực đã bỏ ra trong thời gian qua. Nơi công sở, tuổi Quý Sửu được theo dõi quan sát, đánh giá cao và được cất nhắc. Đây được coi là phần thưởng tự nhiên cho những nỗ lực và sự công nhận về giá trị, kinh nghiệm của người tuổi Quý Sửu. Đối với những người tuổi Quý Sửu đang bắt đầu mở rộng sự nghiệp hoặc chưa đi trên con đường an toàn, việc tìm kiếm một vị trí phù hợp là điều đáng khích lệ. Đây là một bài kiểm tra mà bạn phải chuẩn bị để vượt qua. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn, chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu ắt có ngày thu về thành quả lớn, nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách. Cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong thời gian này, bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu, khi cần đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. Về phương diện tài lộc, với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của Quý Sửu. Người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn, trong khi đó người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Đặc biệt, trong thời điểm cận Tết này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến tuổi Quý Sửu choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu, cơ hội nhiều và có sẵn. Vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm, việc hợp với người khác chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Quý Sửu thu tiền về túi, song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến nhưng bản thân lại chịu thiệt vì sự nóng vội của bản thân. Tử vi tình cảm gia đạo tuổi Quý Sửu cuối năm 2023 âm lịch. Theo dõi tử vi thời điểm cuối năm 2023 cho thấy, đây là thời gian bản lề cho những cam kết tình cảm, lời hứa và kết nối xã hội mới. Khoảng thời gian này, tuổi Quý Sửu có thể bị cuốn vào những cảm xúc lãng mạn, lời cầu hôn và lời ngỏ ý nghiêm túc. Với những người đã có gia đình sẽ trải qua giai đoạn giao tiếp sôi nổi. Ở một mức độ nào đó, những vấn đề nhỏ ảnh hưởng đến tài chính trong nhà, việc sắp xếp cuộc sống và chia sẻ tài chính cũng sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Tóm lại, tuổi Quý Sửu sẽ có những trải nghiệm cuối năm 2023 đầy đam mê và ý nghĩa. Hãy để quá khứ ở phía sau, đã đến lúc tiếp cận với điều bạn muốn. Các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề thường nhật, mức độ không quá nghiêm trọng, nên mọi thứ trôi qua khá nhanh. Tuy nhiên, do có sao quả tú chủ về những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý phẫn uất chiếu mệnh, nên nếu giữa vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau,
thì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày dễ bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Tử vi sức khỏe tuổi Quý Sửu cuối năm 2023 âm lịch. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, cuối năm 2023, sức khỏe của Quý Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Thời gian này thổ khí cực vượng, khiến thể trạng và tinh thần bạn trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ, nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý tìm cách giải tỏa tinh thần để hạn chế tình trạng quá tải vì đầu óc mải lo nghĩ công việc và các vấn đề trong cuộc sống. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cầm nang vượng vận của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. 1. Tử vi tuổi Quý Sửu, từ nay đến hết tháng 11 âm lịch. Xem tử vi cuối tháng 11 âm lịch tuổi Quý Sửu cho thấy, mọi thứ duy trì ở mức ổn định, được thế này cũng là nhờ vào công sức của bạn rất nhiều trong thời gian vừa qua. Khi ai cũng phải đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn chung như hiện tại, thì ở vị trí như hiện nay của bạn cũng được xem là điều đáng mừng. Về phương diện công việc mỗi lúc áp lực một nhiều lên, nhưng bạn không nhận ra mà thôi, có thể một số phiền phức nơi công sở khiến bạn nhìn nhận lại những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Khi bạn là con giáp giỏi nắm bắt cơ hội, thì dường như không điều gì có thể làm khó được bạn. Tuy nhiên, người tuổi Quý Sửu vẫn cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Với sự hiểu biết và khả năng ứng biến linh hoạt của mình, bạn sẽ làm chủ được tình huống. Song cần nhớ giữ tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, đồng thời áp dụng linh hoạt trong từng vấn đề, đừng cứng nhắc quá mức mà ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc. Thời gian này được xem là khá vượng duyên, là cơ hội tốt cho những ai độc thân mở lòng đón nhận tình cảm của người khác giới. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận trong lựa chọn, vì không phải ai cũng đến với bạn vì mục đích tốt đẹp. Bát Bạch bay về phương Tây Bắc, khuyên bản mệnh không nên tham lam trong thời gian này. Việc bạn nhạy bén trong làm ăn sẽ giúp bạn cải thiện tình hình tài chính, nhưng không có nghĩa là cứ đầu tư lớn thì lợi nhuận sẽ lớn lên đâu nhé. Quý nhân, Mão, Tý, Tiểu nhân, Mùi, Tuất, màu sắc cát tường, tím, nâu. 2. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 12 âm lịch. Bước sang tháng 12 năm 2023 âm lịch, vận trình của người tuổi Quý Sửu có cả cơ hội lẫn thách thức song hành. Sự nghiệp vừa có nguyệt lệnh lâm quan đới hậu thuẫn, lại vừa chịu tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, nên cơ hội để chứng tỏ năng lực không thiếu, nhưng kèm theo đó cũng là những sự ganh đua, ghen ghét, thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Vì là tháng cuối năm, nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bạn tới đâu. Gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Về tiền bạc, người tuổi Quý Sửu trong tháng này tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hùn hạp nên tìm hiểu kỹ, kẻo bị lừa gạt thời điểm cuối năm. Đây là khoảng thời gian khá bận rộn của người tuổi Quý Sửu, cũng chính vì lý do đó mà con giáp này có thể không kiểm soát được cảm xúc của mình, mà cáu giận vô cớ, khiến cho mối quan hệ tình cảm trở nên lạnh nhạt. Bạn nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón một cái Tết thật ấm cúng nhé. Trong tháng này, sức khỏe của tuổi Quý Sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ, thời điểm này bạn nên dành cho mình thời gian nghỉ ngơi và xây dựng lối sống khoa học thì sức khỏe sẽ luôn được đảm bảo và yên tâm đón Tết. Quý nhân, Tý, Tỵ, Tiểu nhân, Tuất, Ngọ, màu sắc cát tường, đen, đỏ. Thưa quý cô bác tuổi Quý Sửu 1973, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Quý Sửu nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Quý Sửu. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà.
Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Quý Sửu nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Quý Sửu trong năm Giáp Thìn 2024 là Đinh Dậu 1957, khá, Nhâm Tý 1972, khá, Tân Dậu 1981, khá, Kỷ Tỵ 1989, khá, Bính Thân 1956, khá, Mậu Tý 1948, khá, Ất Tỵ 1965, khá, Kỷ Dậu 1969, khá, Ất Dậu 1945, trung bình, Kỷ Hợi 1959, trung bình. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Quý Sửu trong năm Giáp Thìn 2024 là Bính Ngọ 1966, xấu, Tân Sửu 1961, xấu, Ất Mão 1975, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Giáp Tý 1984, xấu, Mậu Thìn 1988, xấu, Đinh Sửu 1997, xấu, Mậu Dần 1998, xấu, Nhâm Thìn 1952, xấu, Bính Thìn 1976, xấu. Bản mệnh Quý Sửu nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới, lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt, xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn.
đơn giản hơn là rác mối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo, còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Quý Sửu thân mến, nếu tuổi Quý Sửu muốn đạt được sự thành công vững bền, bạn cần biết cách thu hút những năng lượng tích cực vào trong cuộc sống của mình. Hãy đắm mình trong niềm hy vọng, sự lạc quan và luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở bản thân. Tử vi cuối năm 2023 tuổi Quý Sửu là một giai đoạn đổi mới, sáng tạo. Do vậy bạn hãy tận dụng tốt khả năng sáng tạo mạnh mẽ, phong phú của mình. Hãy tiếp cận cuộc sống một cách thực tế và loại bỏ những điều tiêu cực ra khỏi tâm trí. Vận may đang mỉm cười với bạn. Vì thế bạn hãy trân trọng những người xung quanh mình, sẽ giúp bạn trở nên toàn diện và thay đổi để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trong tất cả mọi việc bạn làm, hãy tin tưởng vào năng lực bản thân và đừng so sánh cuộc sống của bạn với cuộc sống của người khác. Dựa theo những luận đoán về tử vi tuổi Quý Sửu 2023, bạn có thể kết hợp xem ngày xuất hành, chọn ngày lành tháng tốt để thu hút vận may, thành công và thịnh vượng. Những hướng may mắn cho người tuổi Quý Sửu là Nam, Bắc và Đông Nam, màu sắc phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh, mang đến cho người tuổi Sửu may mắn là các màu tím và xanh lục. Những con số sẽ mang lại may mắn trong cuộc sống tuổi Sửu là số 3, số 9. Trong chuyên mục phong thủy may mắn ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi chia sẻ tới quý mệnh chủ tuổi Quý Sửu về cây xanh phong thủy giúp anh chị luôn may mắn thịnh vượng, đồng thời cải thiện phong thủy cho ngôi nhà của bạn. Tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc hay còn gọi là tang đố mộc, người tuổi Sửu mệnh mộc nên chọn các cây mang màu xanh dương, màu xanh lá, chẳng hạn như cây ngọc bích, lá cây mang một màu xanh ngọc và xung quanh có những viền đỏ phù hợp với những người mệnh mộc. Người tuổi Quý Sửu mệnh mộc nên đặt cây theo hướng đông nam để chiêu hút vượng khí, mang đến sinh khí tốt lành, đồng thời giúp cho công việc của mọi người được thuận lợi và dễ dàng thăng tiến hơn. Cây cau tiểu châm, cây có hình dáng trông như một cây dừa mini với những bụi cây nhỏ, thân cây có màu xanh thẫm và mọc thẳng, lá cây có màu xanh nhạt, hợp cho những ai thuộc mệnh mộc. Theo phong thủy, loài cây này được xem như một lá bùa may mắn cho người trồng hợp mệnh, cây có khả năng hút tài lộc, giúp cho Quý Sửu phát tài, phát lộc. Cây ngũ gia bì, cây ngũ gia bì có những chiếc lá màu xanh mướt, hợp cho những ai mang mệnh mộc, chúng xòe ra như một bàn tay. Trong Phật giáo, loài cây này mang giá trị tâm linh tốt lành. Như các chuyên gia về phong thủy đã chỉ ra, loài cây này sẽ giúp bạn tạo nên vượng khí, xua đuổi tà ma, giúp cho không gian sống thoáng mát, trong lành, gia chủ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi và thành công. Vì kim khắc mộc, cho nên Quý Sửu nên cân nhắc chọn cây làm sao cho phù hợp nhất,
tránh những cây thuộc mệnh kim như cây lan chi, cây lan ý, cây bạch mã hoàng tử. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ tuổi Quý Sửu cuối năm 2023. Điều cấm kỵ thứ nhất, không ham muốn, tránh được họa bị liên lụy. Tố thư có nói, đoạn tuyệt ham muốn nên không bị lụy, ý muốn nói là bỏ đi những sở thích không lành mạnh, chấm dứt những ham muốn sai trái, như vậy mới có thể tránh được bị liên lụy. Người xưa thường nói, vô dục tắc cương, nếu như một người có nhiều sở thích không tốt, lại có quá nhiều tham vọng, vậy thì sẽ càng ngày càng lún sâu vào con đường không lối thoát. Muốn cuộc đời được ung dung tự tại thì phải học cách buông bỏ, đời người có quá nhiều thứ không được như ý, đều là vì có quá nhiều sở thích, quá nhiều dục vọng, không buông bỏ công danh lợi lộc, khó tránh phải vùng vẫy trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, khó mà được yên ổn. Thật ra rất nhiều đau khổ của cuộc đời đều là vì có quá nhiều dục vọng, chưa được thỏa mãn, trong lòng buồn bực khó mà được yên bình. Và rất nhiều nghịch trong cuộc đời cũng đều là do những sở thích không tốt của chính mình gây ra. Tục ngữ nói, rượu là mãnh hổ trên núi, sắc là con dao thép cạo xương, tiền tài là dược dẫn làm hỏng tâm, tức giận là mầm non gây họa. Vì vậy, con người sống ở đời cần phải thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, khắc chế tham vọng của bản thân, đừng để bản thân luôn chạy theo sở thích và dục vọng, để tránh bị những chuyện rắc rối liên lụy. Điều cấm kỵ thứ hai, không tham lợi ích, tránh được họa bị căn ghét. Trong tố thư có nhắc đến, giữ chức vụ mà không từ bỏ, giữ đạo nghĩa mà không quay đầu, gặp chuyện bất mãn mà không trốn tránh, thấy lợi ích mà không chiếm đoạt. Ý muốn nói là, một người có thể làm tròn trách nhiệm của mình mà không bỏ cuộc nửa chừng, giữ lấy đạo nghĩa của mình không hối hận, không thay đổi, gặp phải những chuyện bất bình, thị phi đều biết giữ chừng mực. Khi đứng trước lợi ích mà không tham lam, đặc biệt là thấy lợi mà không chiếm đoạt, ở Quảng Đông có một câu tục ngữ là chữ tham được cái nghèo, quân tử thích tiền tài có được bằng chính đạo. Nhưng từ xưa đến nay, phần lớn mọi người nhìn thấy lợi ích đều sinh tâm tham, bởi vì tham lam quá mức mà khiến người người căm ghét, mọi người đều nói trên đầu chữ sắc có một con dao, mà không biết rằng tham lam quá mức cũng sẽ khiến chữ tham biến thành chữ bẩn. Đứng trước lợi ích ai nấy cũng đều muốn được chia một phần, nhưng nếu như một người có lòng tham không đáy, muốn một mình độc chiếm hết toàn bộ lợi ích, chắc chắn sẽ bị người khác oán hận, mà oán hận bị dồn nén quá nhiều, chắc chắn sẽ có ngày gây ra họa mà thôi. Vì vậy, những người thành tựu được chuyện lớn đều là những người khi đứng trước lợi ích luôn biết giữ đúng chừng mực, cân nhắc được mức độ hợp lý, thậm chí còn có thể nhường lại lợi ích đó. Đứng trước lợi ích có thể không chiếm đoạt bất chính, không vì lợi ích mà quên đạo nghĩa, không bòn rút của công để lấp đầy túi riêng. Đây không chỉ là nền tảng làm người, mà nó còn là một tâm nhìn xa, như vậy mới có thể có được sự giàu có sung túc lâu dài, tránh được tai họa vì tham mà biến thành bần cùng. Điều cấm kỵ thứ ba, không nói bừa, tránh được họa cãi cọ. Trong tố thư có nói, buộc túi theo thời, cho nên không sai. Câu này hiểu đơn giản có nghĩa là, làm người phải biết quản thúc cái miệng của mình, không được nói năng linh tinh, như vậy mới không có gây ra lỗi lầm. Tục ngữ có câu, họa từ miệng mà ra, đối với bất cứ ai cũng vậy, mỗi một câu nói được nói ra đều có thể gây ra tai họa, khiến bản thân phải trả giá. Còn đối với người không khéo ăn nói, hoặc ăn nói không biết giữ chừng mực, thì cái miệng của họ sẽ trở thành cánh cổng dẫn họ đến với tai họa. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu người đều là vì ăn nói không thận trọng mà gây thù kết oán, thậm chí còn tạo thành mối đe dọa tính mạng. Vì vậy, trong tố thư cũng có nói, người dùng lời nói chuốc oán sẽ gặp họa, vậy làm sao để tránh được tai họa từ lời nói? Tố thư dạy rằng, không nên ăn nói tùy tiện, nói chuyện phải thuận theo thời cơ, và phải có kỹ năng nói chuyện. Khi gọi là kỹ năng nói chuyện chính là, khi nói chuyện, không đề cao bản thân, không hạ thấp người khác, không chạm đến lợi ích của người khác, không ở trước mặt bất cứ người nào nói xấu người thứ ba, giữ mồm, giữ miệng, thuận theo thời cơ, tuân thủ quy tắc nói chuyện, vừa nghĩ cho thể diện của người khác, cũng vừa nghĩ cho lợi ích của người khác. Như vậy, những gì bạn nói ra, người khác không những không tìm ra được lỗi, mà còn rất thích nghe bạn nói chuyện, tự nhiên là có thể tránh được những trận cãi cọ không đáng có. Điều cấm kỵ thứ tư, không kiêu ngạo, tránh được họa nguy hiểm. Tố thư nói, ngạo với người đáng kính sẽ gặp hung, ý muốn nói rằng, kiêu ngạo và xúc phạm những người vốn dĩ đáng được kính trọng, chắc chắn sẽ gây ra tai họa hung hiểm. Mà người đáng kính không phải chỉ nói đến những người có tài có đức, mà còn ám chỉ cha mẹ và trưởng bối. Có sự tôn kính cơ bản nhất đối với người khác, cũng là yêu cầu cơ bản trong việc xây dựng trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, có qua có lại. Kính già yêu trẻ cũng là một nguyên tắc cơ bản trong giao lưu xã hội. Người luôn giữ thái độ kính trọng người khác, khi bước vào xã hội sẽ luôn được yêu quý, đi đến đâu cũng được người khác quý mến. Nếu như một người ở trong nhà không hiếu kính trưởng bối, ra ngoài không kính trọng người lớn, vậy thì sẽ đánh mất đi nền tảng làm người,
không những không được người khác tôn trọng mà còn bị ghét bỏ và khinh chê. Trong Thượng Thư có một câu như thế này: năng tự đắc sư giả vương, vị nhân mặc tự nhược giả vong. Người xem thánh hiền là thầy sẽ được xưng vương, kẻ cho rằng không ai bằng mình thì diệt vong. Năng tự đắc sư chính là vì có thể dùng lễ nghĩa tôn sư trọng đạo để đối đãi với những nhân sĩ có tài có đức, từ đó được nhiều giúp đỡ. Ngược lại, nếu như tự cao, tự đại, cho rằng không ai tài giỏi bằng mình, thì nghĩa là đang tiến gần đến sự diệt vong. Kiêu ngạo là điểm báo đầu tiên của tai họa, luôn mang đến sự nguy hiểm cho con người. Đối nhân xử thế cần có một thái độ khiêm cung, ôn lương cung, khiêm nhường, ôn nhu, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, khiêm nhường thì mới có thể bước đi xa hơn. Giữ thái độ kính trọng và nể sợ, làm việc có nguyên tắc, làm người có lễ nghĩa thì mới có thể tránh được những tai họa nguy hiểm. Quý vị thân mến, Quý Sửu sinh năm 1973 là một cuộc đời nhiều góc độ thú vị, lắm trải nghiệm nhân sinh, lắm thăng trầm giáng bổng. Quý Sửu hãy cứ nhớ, đời có thể quật ta, trời có thể làm khó ta, đất có thể làm mệt mỏi ta, nhân tâm nhân tính có thể khiến ta muộn phiền chán nản, nhưng Quý Sửu sẽ luôn kiên cường và luôn cứng cỏi, luôn chói sáng và rực rỡ, tích cực và hăng say, nhiệt huyết chạy theo điều bạn tin tưởng, phấn đấu quên mình cho những điều mà họ muốn mong, cái cuộc đời rực rỡ ấy. Hiện đang đi vào nốt lặng, chán nản muộn phiền vì sự oái oăm của trần thế, của thời cuộc, hãy cứ chán đi nhưng đừng quá lâu, mệt quá thì nhắm mắt lại ngủ một cơn, rồi lại nhớ lại, mình là ai, mình muốn là ai, mình mong thành người thế nào, tự thành ra sao, hãy tích cực và lạc quan, yêu đời và tin tưởng, mệnh thuận ta thì ta bước, mệnh nghịch ý ta muốn thì ta xoay chuyển vạn sự xung quanh, vậy nên chớ có chán nản, có người thì đức năng thắng số, có người thì nhân định thắng thiên, với Quý Sửu tâm của bản mệnh chuyển tất cảnh chuyển. Chuyển cảnh rồi vạn sự lại bình hòa, an yên, vì nguồn nội lực thay đổi thời cuộc của bạn đã có sẵn ở trong người. Tất cả bạn cần làm chỉ là cười to một tiếng, và rồi hãy mạnh dạn mà chiến nhé. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.